Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Showbiz News. Chúc các bạn luôn có những phút giây thư giãn thú vị khi tìm hiểu về những ngôi sao mà mình yêu thích. Hôm nay, hãy cùng Showbiz News cập nhật thông tin mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh. Cô ấy dịu dàng như thiếu nữ tham gia chương trình quảng cáo sản phẩm mới. Gần đây, việc Triệu Lệ Dĩnh trở thành người phát ngôn của sản phẩm nước hoa mới đã thu hút rất nhiều sự chú ý và bàn luận sôi nổi. Thương hiệu này cũng tung ra video quảng cáo của Triệu Lệ Dĩnh và trở thành tâm điểm chú ý. Ở tuổi 33, Triệu Lệ Dĩnh dịu dàng như thiếu nữ khiến cư dân mạng ngất ngây. Sau khi ly hôn, tần suất Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trên chương trình quảng cáo rất cao, nhận được nhiều lời tán thành hết lần này đến lần khác. Nhiều người hâm mộ rất vui mừng khi biết rằng Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành người phát ngôn nước hoa của một thương hiệu nổi tiếng. Trong quảng cáo, cô ấy mặc một bộ đồ màu be và mái tóc buộc đơn giản, nhưng cô ấy vẫn toát lên sự trầm lặng, xinh đẹp, nhẹ nhàng và thanh lịch. Những câu nói miêu tả những năm tháng yên bình này thực sự phù hợp với Triệu Lệ Dĩnh. Cô vẫn trẻ trung như thiếu nữ, cuối cùng cũng có phong thái và nét quyến rũ của một nữ thần quốc dân. Dưới máy quay, các đường nét trên khuôn mặt của Triệu Lệ Dĩnh không hề thay đổi, cảm giác sức sống và nét thanh xuân đã trở lại, khiến nhiều người mê mẩn bởi một đôi mắt hai mí to tròn và biết nói. Trước khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh dường như kiệt sức và thiếu năng lượng, nhưng hiện tại cô đã tràn đầy tinh thần như thời con gái. Điều đó có nghĩa rằng việc cô lựa chọn kết thúc một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo là hoàn toàn đúng đắn. Ít nhất cô nàng cũng đã lấy lại dáng vẻ của nữ thần dịu dàng mà bao nhiêu cô gái khác mong ước. Mong rằng cô ấy nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, nhiều dự án phim để người hâm mộ thường xuyên được thấy thần tượng của mình. Video này kết thúc rồi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.